Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mũi Né và tôn vinh các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Đây là hoạt động chính nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày du lịch Bình Thuận. Khu du lịch quốc gia Mũi Né trải dài theo dải đất ven biển từ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến hết ranh giới phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, có diện tích khoảng gần 15.000 ha, trong đó các khu chức năng du lịch là khoảng 1.000 ha. Theo quy hoạch thì hàng năm khu du lịch quốc gia Mũi Né đón khoảng 80% trên tổng số lượt du khách nội địa và 95% trên tổng số lượt du khách quốc tế đến với Bình Thuận. Khu du lịch quốc gia Mũi Né được biết đến với tài nguyên du lịch đặc sắc, nổi bật là đồi cát Mũi Né trải dài, rộng lớn, trở thành biểu tượng của vùng đất Bình Thuận. Theo thống kê thì đến nay tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 195 dự án đầu tư với tổng giá trị 28.000 tỷ đồng, trong đó có 112 dự án đi vào hoạt động. Nhân dịp này thì tỉnh Bình Thuận và tập đoàn Novaland cũng đã ký kết trở thành đối tác chiến lược đồng hành trong việc quảng bá kích cầu du lịch của địa phương.